nhân cha và con và thanh thần amen cộng đoàn rất thân mến lời chúa mời gọi mỗi người chúng ta trong hành trình dương thế với một cuộc chuẩn bị chuẩn bị để ra đi và chuẩn bị để đón nhận chứ gì mỗi một người chúng ta luôn cảm nghiệm được những điều đó để chúng ta luôn luôn hân hoan vui mừng trên hành trình của mình Mời cộng đoàn chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: Nước trời giống như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó có năm cô khờ dại và năm cô khôn ngoan. Năm cô khờ dại mang đèn mà không đem theo dầu, còn những cô khôn ngoan đã mang đèn lại đem dầu đầy bình. Vì chàng rể đến chậm nên các cô đều thiếp ngủ và nửa đêm có tiếng hô to. Kìa chàng rể đến hãy ra đón người. Bây giờ các trinh nữ đều trỗi dậy sửa soạn đèn của mình. Những cô khờ dại nói với các cô khôn ngoan rằng Các chị cho chúng em chút dầu vì đèn của chúng em đã tắt cả các cô khôn ngoan đáp lại rằng e không đủ cho chúng em và các chị các chị ra hàng mà mua thì hơn song khi họ đang đi mua thì chàng rể đến những trinh nữ đã sẵn sàng thì theo chàng rể cùng vào tiệc cưới và cửa đóng lại sau cùng các trinh nữ kia cũng đến và nói thưa ngài xin mở cửa cho chúng tôi nhưng người đáp lại ta bảo thật các ngươi ta không biết các ngươi. Vậy hãy tỉnh thức vì các ngươi không biết ngày nào giờ nào. Cộng đoàn rất thân mến. Cuộc đời của chúng ta thực sự là một hành trình. Và một hành trình sẽ tốt đẹp và ý nghĩa khi chúng ta biết hành trình đó đi về đâu. Một chuyến đi có ý nghĩa và đem lại niềm vui khi chúng ta biết mình đi về đâu, đi để làm gì. Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu đã gợi lại cho chúng ta như một lời nhắc nhở hãy tỉnh thức vì chúng ta không biết giờ nào và ngày nào. Cuộc đời của chúng ta như những cô trinh nữ đi đón chàng rể, đó chính là một hành trình tìm kiếm và gặp gỡ. Những cô trinh nữ trong đó có những người khôn cũng như là có những người dại, bằng theo điều Chúa Giêsu nói là những cô trinh nữ khôn ngoan và những cô trinh nữ khờ dại. Cô trinh nữ khôn ngoan Bởi vì biết hành trình của mình đi đâu Và bởi vì biết rằng mình đi đâu Tìm kiếm gì Gặp gỡ gì Cho nên các cô đem theo đèn Và cùng với đèn có dầu Để cho ngọn đèn đó đủ cháy sáng Cho đến khi hành trình của các cô kết thúc Là gặp được chàng rể còn những cô trinh nữ khờ dại Bên ngoài cũng như những cô trinh nữ kia Cũng đem theo đèn đó Nhưng tiếc thay Để cho ngọn đèn của các cô cháy sáng cho đến đoạn cuối Của hành trình thì lại không được Bởi vì có đèn mà không có dầu Cho nên Chúa Giêsu gọi đó là những cô khờ dại vì vậy, cuối hành trình, khi mà chàng rể đến, thì đèn của các cô không còn cháy sáng và vì vậy mục đích của các cô không đạt được và cuối cùng bị đẩy ra ngoài. Tôi không biết các người là ai. Công đoàn rất thân mến. Như tôi vừa chia sẻ, mỗi một người chúng ta được Chúa đưa vào đời, đời sống hiện tại của chúng ta là một chuyến đi. Là một hành trình. Có thể hành trình đó dài 50 năm, 70 năm, 80 năm và có thể hơn nữa. Và chuyến đi của chúng ta có những lúc trên một con đường thẳng băng và cũng có những lúc phải bước trên một con đường gồ ghề. thế nhưng cái điều quan trọng là mỗi người chúng ta đã chuẩn bị cho mình khởi đầu bằng việc chúng ta đi đâu để làm gì cho nên kinh thánh mới nói với chúng ta rằng nước trời giống như vì vậy hôm nay đây mời gọi tất cả chúng ta hãy nhìn là hành trình dương thế của chúng ta đi tìm kiếm ai và tìm ở đâu và một khi chúng ta ý thức được rằng hành trình của mình là một hành trình đi tìm và gặp gỡ Đức Kitô. Và đó là một hành trình phải nói rằng vui mừng, hân hoan như những cô trình nữ đi đón chàng rể, niềm vui của ngày cưới chắc chắn rằng khi chúng ta ý thức được điều đó, chúng ta biết mình đi đâu và cái hành trình đó như thế nào thì đòi hỏi chúng ta phải chuẩn bị nếu chúng ta là những người khôn ngoan. Mỗi một người chúng ta khi chuẩn bị làm một chuyến du lịch hay là một chuyến đi đâu đó, chắc chắn rằng chúng ta sẽ phải ngồi tính rằng cái hành trình của mình mấy ngày chúng ta sẽ cần những gì đem theo để cho cuộc sống của chúng ta trong những ngày đó được đầy đủ và có như vậy thì cái hành trình của chúng ta mới vui mừng mới đem lại cái niềm hân hoan thì hành trình dương thế của chúng ta cũng vậy thương bà anh chị em chúng ta phải biết rằng mình đang đi đâu và đang tìm kiếm gì Và một khi mình biết rằng đó là một cái hành trình tìm và gặp gỡ Đức Giêsu Thì chúng ta phải chuẩn bị như thế nào Để rồi cái ngọn đèn mà chúng ta lãnh nhận ngày bí tích Ngày chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội đã được thắp sáng lên bằng chính ánh sáng của Đức Kitô Phải tiếp tục chiếu sáng trong hành trình đó Và ánh sáng đó sẽ hướng dẫn chúng ta đi dẫu là con đường gồ ghề, dẫu là con đường cong queo, dẫu là con đường khó khăn và biết bao nhiêu những nguy khốn thì cái đèn của chúng ta cũng không hề tắt vì có Chúa Kitô tiếp tục chiếu sáng. Thế nhưng thương bà anh chị em, chúng ta cần có những khoảnh khắc, cần những giây phút để chúng ta nhìn lại rằng bao nhiêu ngày qua. Bao nhiêu những ngày đã qua rồi Cũng như những ngày sắp tới Chúng ta có xác định được rằng mình đang đi đâu và tìm kiếm gì không Và chúng ta cũng cần phải nhìn lại Trong đời sống Chúng ta đang chuẩn bị cho hành trình mình bằng cái gì Bằng một cái ánh sáng để đưa chúng ta đến niềm vui là gặp gỡ được chàng rể là Đức Giêsu, Hay là chúng ta đang bị hướng dẫn để rồi tìm kiếm những điều mau qua chóng tàn nhất là hành trình của chúng ta không phải lúc nào cũng xuôi thẳng nhưng đầy những gian nan đầy những thử thách đứng trước gian nan đó đứng trước thử thách đó chúng ta sẽ làm gì hình ảnh của những cô trinh nữ khờ dại khởi đầu tốt đẹp, hoan hỷ đi đón chàng rể. Nhưng với một hành trình dài chàng rể chưa đến thì tất cả đã phải trải qua những cái thách đố để rồi khi bừng tỉnh, khi mà được nghe lời chàng rể đến hãy ra đón ngài. Bừng tỉnh dậy thì ngọn đèn đã tắt từ bao giờ? Ngọn đèn tắt bởi vì thiếu chuẩn bị, ngọn đèn tắt bởi vì không được nuôi dưỡng cho ánh sáng đó tiếp tục. Trong hành trình đức tin của chúng ta cũng vậy, thưa cộng đoàn. Chúa Giêsu nói với chúng ta phải tỉnh thức. Tỉnh thức ở đây không phải là chúng ta mở mắt để chúng ta nhìn, nhưng hãy luôn luôn khởi đầu bằng một sự liên kết với Đức Kitô. Để rồi bất cứ ở hoàn cảnh nào, bất cứ ở trường hợp nào, chúng ta cũng đều nghe được lời mời gọi. Chúng ta cũng được sức mạnh từ nơi Ngài để luôn luôn có một sự liên kết chặt chẽ với Ngài. Cộng đoàn thân mến, biết bao nhiêu những khó khăn, biết bao nhiêu những thử thách, ngọn đèn chúng ta có thể chiếu sáng khi mà không có Đức Kitô là nguồn mạch sự sáng không thể. Vì vậy, cuộc đời chúng ta càng khó khăn, càng gian nan như là cái cô Trinh nữ phải thiếp ngủ đi thì chúng ta lại cần được chính ánh sáng của Chúa Kitô soi dẫn trong cuộc đời và giúp chúng ta vượt qua được tất cả những cái khó khăn để ánh sáng đức tin của chúng ta không bị dập tắt vì chúng ta được nuôi dưỡng bằng chính sức mạnh bằng chính tình yêu của Đức Kitô. Chúng ta đang phải đối diện với biết bao nhiêu những khó khăn, biết bao nhiêu những thử thách và phải nói rằng lắm lúc dòng đời đang vùi dập chúng ta nhưng chúng ta can đảm Chúng ta tin tưởng, chúng ta mạnh mẽ vì có Chúa đang hướng dẫn. Vì vậy, cộng đoàn rất thân mến. Bất cứ ở đâu, bất cứ ở nơi nào, trong hoàn cảnh nào đi nữa thì chúng ta cũng phải nhìn lên Đức Kitô đấng mời gọi chúng ta và là cùng đích cho chúng ta để rồi chúng ta tiếp tục vững bước. Khi Ngài gọi chúng ta sẵn sàng vì chúng ta có Ngài cùng đồng hành đó chính là niềm vui đó chính là hạnh phúc và nơi chúng ta gặp gỡ được chúa chúng ta hãy khởi đầu cuộc sống của chúng ta bằng việc đặt nền tảng của đời sống chúng ta trên tình yêu và sự hướng dẫn của đức kỳ tục qua giáo hội qua giáo huấn của giáo hội chúng ta luôn luôn được nuôi dưỡng và bằng chính sự lời mời gọi của Đức Kitô giúp cho chúng ta can đảm và tiến bước. Chúng ta nhìn vào cùng đích của mình là tìm là gặp gỡ được Chúa bất cứ ở đâu, bất cứ ở nơi nào Chúa Kitô vẫn đang mời gọi chúng ta hãy ra đón ngài. Xin mẹ Maria giúp cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống chúng ta luôn ý thức được điều đó để chúng ta can đảm để chúng ta mạnh mẽ và ngọn đèn của chúng ta dẫu gặp biết bao nhiêu những khó khăn nhưng không hề dập tắt vì được nuôi dưỡng bằng chính sức mạnh bằng chính tình yêu của Đức Kitô. Xin mẹ giúp cho mỗi người chúng ta luôn luôn có Giêsu là con mẹ ở cùng chúng ta. Nhờ đó chúng ta luôn luôn vững bước, luôn luôn mạnh tin và gặp gỡ được Ngài.